Chẳng hiểu vì sao mà dạo này trên Spy Room có vẻ nghiêm túc quá. Thế nên tôi sẽ quyết định viết một bài vừa hài hước, vừa bi kịch, vừa khoa học lại vừa mang tính sầm lông. Thế nên bài viết mà các bạn sẽ nghe ngay dưới đây sẽ là về nỗi ám ảnh. Theo thống kê của Hiệp hội Nghiên cứu những chuyện buồn cười của nước Mỹ thì tỷ lệ tán gái thành công cũng tuân theo quy luật 8-2. Tức là trong 10 lần các bưởi vác cưa đi thì nó sẽ xịt đến khoảng 8 nhát. Cho nên các bưởi yên tâm, số đàn ông trên đời này mà bách chiến bách thắng trên tình trường thì nó hiếm như cái cách mà khả năng chúng ta trúng được Việt Lót đấy. Tuy nhiên, bài viết này không hướng dẫn cách thoát khỏi friendzone, vì thật ra tác giả cũng không biết cách, và cả người thu âm cho các bạn cũng không biết cách. Công nhận nó khó éo các gì kể game chế độ nightmare level 100 vậy. Với cả nguyên tắc giải quyết của tôi là luôn luôn nhất quán trong vấn đề friendzone: không yêu thì trả dép cho bố về. Nhưng mà làm cách nào để biết chúng ta đã rơi vào friendzone? Dấu hiệu thứ nhất là cô gái ấy rất cục. Về cơ bản ấy thì con gái là một sinh vật khéo léo như loài mèo, cho nên việc mà bọn họ cục cằn với các bưởi là một chuyện rất hiếm khi xảy ra, trừ khi các bưởi xâm nhập quá sâu vào vùng an toàn của họ. Các biểu hiện của cục bao gồm là ok, aha, yes, không. Nhưng mà ngạc nhiên thay là khi người con gái nói không, nhưng ở viết tắt là KO, thì không nằm trong này nha. Nói chung mọi thứ từ đơn âm và nhị âm trong cuộc trò chuyện tán tỉnh đều nằm trong phạm vi cục. Nếu các bưởi dính mấy cái này thì chia buồn, 8 phần là nằm trong friendzone rồi. Thậm chí còn ở mấp mé cái vùng ông nên nhấn nút biến trước khi tôi xù lông. Lý do thì con gái vốn là sinh vật thích trò chuyện, nên nếu họ có tí tí ti thiện cảm với ông thợ cưa họ thì họ sẽ trả lời mềm mỏng hơn rất nhiều, và câu chuyện sẽ ở trạng thái open. Cho nên các bưởi đừng thấy cái bọn yêu nhau đã lâu nói chuyện cộc lốc với nhau mà ăn bở nhá. Đỉnh cao của cái sự cục ý là xin 30 phút xong ok một cái. Thậm chí cái hội tào lao ở đầu bài nghiên cứu là đòn này sát thương còn nặng hơn cả đòn xin mà không trả lời cơ. Nó sẽ gây ra một vết thương vĩnh viễn trong lòng các đôn hoa tương lai là các bưởi đấy. Mặc dù Ermen hay bảo rằng bọn đàn ông là một giống loài thích chinh phục, nhưng hỡi ôi, boss này chỉ dành cho bọn pro thôi. Cho nên nếu các bưởi vẫn còn phải ngồi đây và cùng tôi xác định xem mình có đang ở trong friendzone hay không, thì tôi khuyên thật là cái trường hợp cục này té nhanh và khẩn trương, đừng cúng tiền cho nhà mạng nữa, chả được vấn đề mẹ gì đâu. À mà khoan khoan nhá, đừng thấy gái cục rồi xôn xôn lên chửi người ta. Thứ nhất là tôi nói thật, các ông không chửi lại đâu, hứa, cái này tôi hứa với các ông. Còn thứ hai là kỳ lắm, là đàn ông ấy thì hãy chết ở trong tư thế có một chú chim chĩa lên trời. Trường hợp thứ nhất nghe có vẻ khoai đấy. Trường hợp thứ hai tôi nhắc tới sau đây nghe có vẻ đỡ khoai hơn, nhưng thật ra là cũng khoai lắm các ông ạ. Trường hợp thứ hai là khi các ông gặp một người con gái nói quá nhiều. Về cơ bản, đây là một trường hợp đi ngược lại với trường hợp cục. Các bưởi đã thấy sự biến hóa khôn lường của loài con gái chưa? Một đặc tính của loài này là thích giữ một tí bí ẩn cho bản thân. Nếu họ có thiện cảm với các bưởi thì họ cũng sẽ nói rất nhiều, nhưng lúc nào cũng sẽ giữ một chút lại cho các bưởi tự đi khám phá. Một chút ở đây các bưởi có thể hiểu là 3,7,800,000,000 thiên hà. Còn một khi mà cái gì cũng nói hả, thì chỉ có hội chị em rứt ruột với nhau thôi. Sự thật mà nói thì ông nào rơi vào trường hợp này thì các ông đáng thương nhất luôn ý. Các bưởi sẽ nằm trong trạng thái nửa chừng là em ấy rất tin tưởng mình, soulmate luôn, nhưng sẽ chẳng bao giờ yêu mình cả. Và một ngày xấu trời nào đó, em sẽ lôi mình ra, bắt mình tư vấn cho em cách cưa một thằng khác. Điên à? Ui, lúc này thì khác gì rơi vào vực thẳm của u tối không. Vừa muốn xiên thằng kia, lại vừa tan nát cõi lòng, nhưng vẫn phải thể hiện như mình là một quý ông, tâm hồn đơn giản,
băng thanh ngọc khiết của một người đàn ông con trai làm sao có thể chịu được cần ấy tổn thương cơ chứ. Nhưng thật sự, nếu có ông hỏi tôi nên làm gì, thì tôi cũng nói thật luôn là chịu. Tôi đặc biệt, tôi chấp cả Zeus, Archimedes lẫn Casanova team up cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Người Trung Quốc có một câu ấy để chỉ cái sự việc này là tự đái vào chân vào mùa đông. Khi ấy, các ông sẽ thấy chân mình ấm, nhưng mà nó khai. Điều duy nhất mà tôi có thể nói là cái gì cũng nên có niên hạn sử dụng, kiểu như bánh mì sandwich ấy. Các bưởi chỉ nên cố gắng trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi, còn lại nên đi tìm bưởi khác, đừng hy vọng trong một thời gian quá dài. Làm liều thì cũng có thể ăn nhiều đấy, nhưng sự thật đáng buồn là tỷ lệ tạch cao tới 8 phần. Trường hợp thứ 3 tôi thấy cũng khá là nhiều ông mắc phải, đó là gặp một người con gái lịch sự nhưng mà xa như eo biển Bering vậy. Nói chung, các gái này trả lời rất nhẹ nhàng, lịch sự, hỏi gì cũng đều trả lời, nhưng đặc biệt là không bao giờ hỏi lại ai hi hi. Y chang như khi gọi cô tổng đài viên điện thoại 1080 ấy nhở. Ở đây có ông nào tán tổng đài viên điện thoại chưa? Nếu có rồi thì comment ở phía bên dưới nhá. Tiện tay thì nhấn luôn nút subscribe ở ngay bên trên cũng gần nhau mà. À, like và share cũng được. Cảm ơn các ông rất nhiều. Những người con gái này rủ đi chơi thì em bận. Cay không? Cay chứ. Cay như ớt Mexico luôn ấy. Ở đây thì sẽ có hai hướng. Nếu em bị bận hôm nay, hẹn anh ngày mốt được không? Chúc mừng, các bưởi đã có cơ hội vùng lên và giải phóng friend zone. Em ấy đã cho các bưởi một cơ hội nắm lấy và giải phóng thú tính. À nhầm, nhân tính của mình đi chứ. Ở hướng còn lại thì em bận và dừng ở đó. Thôi xong, đừng cố gắng làm gì nữa. Trừ khi các bưởi có khả năng tạo ra một ấn tượng hoàn toàn khác với em đấy. Tuy nhiên, cũng có thể là cô ấy bận thật và hơi thiếu tinh tế để open một mối quan hệ mới. Cho nên các bưởi có thể mời 3 lần hoặc 5 lần, nhưng sau đó thì nên dừng lại một cách dứt khoát. Nhớ là không dây dưa, không lằng nhằng và không hy vọng hy véo gì cả. Cô ấy đã ở một tầng trời khác với các ông rồi. Đến trường hợp thứ 4. Trường hợp này thì tôi thấy nhiều lắm. Cái này trên mạng thì đầy rẫy ra những tiểu thuyết về con chó và thằng ô xin. Và đáng buồn thay là nó hoàn toàn chính xác. Trường hợp này cực kỳ dễ nhận ra. Ai cũng biết sau một khoảng thời gian ngắn, vấn đề ở đây là các bưởi có thể chấp nhận và dũng cảm gạt nó đi hay không. Nhờ vả rất nhiều, dùng các bưởi như vật thay thế, dùng để giải chán, sẵn sàng bỏ rơi các bưởi khi có đội khác vui hơn, dùng như thước đo độ thích cô ấy của các thằng khác. Nó khác so với trường hợp thứ 2 là các bưởi luôn nằm ở chiếu dưới và hoàn toàn không có hy vọng gì hết. Hãy nhớ lời vi tước gia ở phía bên trên, dù mình có chết nhưng chú chim của mình vẫn phải chĩa lên trời. Lời khuyên là nên dứt nhanh và luôn, đau một lần rồi thôi. Bởi vì anh thợ sửa mà chiến thắng ấy thì chỉ có ở thể loại phim ấy của đất nước mặt trời mọc thôi. Trường hợp cuối cùng và cũng là trường hợp khó nhai nhất, lúc gần lúc xa, không rõ ràng một điều gì cả. Tôi muốn cảnh báo một điều là cô nào dùng tới skill này đều thuộc hàng cao thủ của cao thủ. Lúc gần lúc xa, nó chỉ lãng mạn khi nằm trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng thôi nha. Khi các bưởi gặp trường hợp này thì rất khó để tỉnh táo. Nhiều khi ý định của cô gái cũng chẳng phải là muốn câu kéo hay chơi đùa với các bưởi đâu. Nhưng phong thái cao thủ nó là như thế mà thường dân chúng ta không bao giờ biết được. Cứ gặp là chém, chẳng vì lý do gì cả. Ở zone này thì cũng như chơi tàu lượn vậy, rất kích thích nhưng cũng rất hại tim. Bưởi nào cần train kỹ năng thì cứ nhảy vào chơi. Nhưng có một vấn đề là nó sẽ làm cho các bưởi bớt chân thành đi rất rất nhiều sau này. Điều tốt của nó là nếu các bưởi muốn chơi thắng thì phải phát triển con người mình lên một level cao hơn cho tới khi mình đạt hàng ngũ cao thủ. Và điều tốt thứ hai là thật sự nếu không thể thoát khỏi friend zone ở case này thì khả năng bưởi sẽ có một người bạn khác giới thân thiết và thấu hiểu nhau. Thật sự mà nói thì game friend zone quá khó, nhất là với bọn gà như tôi và các bưởi. Vì thế lời khuyên chân thành của tôi vẫn nhất quán từ đầu. Bạn gì ơi, không yêu thì trả dép cho mình đi về. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào website spyroom.com để tìm đọc thêm.
Mình là Pink Dot. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya.